Thưa quý vị, người dân Mỹ đang chào đón ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7 với nhiều hoạt động sôi nổi như là bắn pháo hoa, âm nhạc và nhiều sự kiện khác. Hàng triệu người thì đã đổ về các thành phố lớn của nước Mỹ để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Màn bắn pháo hoa tại thủ đô nước Mỹ đã thắp sáng bầu trời đêm trong khoảng 17 phút. Hàng triệu người Mỹ cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc diệu kỳ này trong tiếng nhạc và không gian lung linh pháo hoa. Còn tại thành phố New York, năm nay là lần đầu tiên sau một thập kỷ màn bắn pháo hoa diễn ra ở sông Hudson, ranh giới giữa Manhattan và New Jersey. Trong những năm gần đây, cảnh tượng này thường diễn ra bên bờ sông Đông. Được phóng từ những xà lan neo đậu trên sông, khoảng 60.000 quả pháo hoa bay cao khoảng 300 mét trước khi phát nổ, tạo ra hàng chục sắc màu và hiệu ứng đặc biệt làm hài lòng khán giả. Ngày Quốc khánh Mỹ đánh dấu ngày tuyên ngôn độc lập được ký vào năm 1776. Trong bối cảnh nước Mỹ đang diễn ra chiến dịch bầu cử tổng thống đầy quyết liệt, đây cũng là cơ hội để người dân nước này xích lại gần nhau hơn và quên đi những sự khác biệt của họ.